Từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10, tỉnh Hải Dương triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch sởi năm 2024. Chiến dịch này góp phần làm tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng, chủ động phòng chống dịch bệnh, đồng thời giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh sởi tại các vùng nguy cơ, vùng có các ca sởi xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hải Dương ghi nhận 4 ca dương tính với bệnh sởi. Thống kê từ năm 2019 đến 2023, tỷ lệ tiêm vaccine này ở nhóm trẻ từ 18 đến 24 tháng, trung bình đạt trên 86%, có năm chỉ đạt trên 56%, nên việc triển khai chiến dịch là cần thiết.